Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X vào tối mùng 8 tháng 8 theo giờ Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Joab Gallant để củng cố sự ủng hộ từ bản thân đối với an ninh quốc phòng của chính quyền Tel Aviv. Ông Austin thông tin, các chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã có mặt trong khu vực Trung Đông hôm nay, như đại diện cho một trong nhiều nỗ lực để ngăn chặn sự gây hấn cũng như bảo vệ Israel và các lực lượng Mỹ trong khu vực tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên ký kết một thỏa thuận ngừng bắn ở giải gaza để thả tự do cho các con tin bộ chỉ huy trung tâm mỹ uscom sau đó đã công bố một số bức ảnh về các tiêm kích f-22 được cho là đang có mặt ở trung đông trong khi đó một quan chức cấp cao giấu tên mỹ cho lời phỏng vấn thời báo israel rằng washington đã chuẩn bị cho mọi tình huống bất chắc có thể xảy ra trong trường hợp iran tấn công israel Vị quan chức Mỹ khẳng định: Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn một cuộc tấn công như vậy và đánh bại một cuộc tấn công nếu nó xảy ra và cũng nhằm chứng minh với Iran rằng có một giải pháp tốt hơn thay vì một cuộc tấn công quân sự. Người này chia sẻ thêm: Một cuộc tấn công trực diện như vậy có thể khiến Iran hứng chịu hậu quả đáng kể, kể cả đối với nền kinh tế của Tehran, điều mà bản thân tôi biết chính quyền mới của họ đang lo ngại theo thời báo israel chính quyền mỹ thời gian qua đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu iran hủy bỏ ý định tấn công israel không chỉ vậy washington vào đầu tháng này đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay uss abraham lincoln tới trung đông như một thông điệp răn đe gửi tới tehran Chia sẻ về hãng tin Sputnik, ông Yuri Liamin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Nga cho hay, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi tháng 4 đã đẩy hệ thống phòng không của Israel đến giới hạn. Dù Iran chưa sử dụng các loại tên lửa tốt nhất trong kho vũ khí, còn Israel đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Mỹ và các đồng minh. Nếu Iran và các lực lượng đồng minh cùng triển khai tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV, khả năng hệ thống phòng không của Israel không thể chống đỡ được. Ông Liamin nhận định một cuộc tấn công đồng thời có sự phối hợp và quy mô lớn hơn từ Iran, Iraq, Yemen và Liban có thể xuyên thủng hệ thống phòng không và tên lửa của Israel. Ông Liamin cho rằng Israel không thể tăng cường đáng kể năng lực phòng không vào thời điểm này do chỉ cách quãng thời gian ngắn kể từ cuộc tấn công hồi tháng 4. Cũng theo nhà phân tích Nga, không phải ngẫu nhiên mà Mỹ tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của Israel bằng cách triển khai thêm khí tài quân sự tới khu vực Bình luận về năng lực hệ thống phòng không Iron Dome vòm sắt nổi tiếng của Israel, ông Liamin cho rằng giống như mọi hệ thống phòng không hiện có, không gì đảm bảo khả năng bảo vệ là 100%. Ông Liamin cho hay, một mặt hệ thống phòng không có thể bị áp đảo bởi vụ phóng tên lửa hàng loạt, mặt khác UAV có thể khó bị phát hiện và đôi khi phòng không Israel sẽ để lọt một số UAV. Cũng theo ông, với diện tích tương đối nhỏ, Israel có thể tạo ra một hệ thống phòng không nhiều lớp để đẩy lùi các cuộc tấn công nghiêm trọng. Ông Liamin kết luận Nhược điểm là nhiều cơ sở quân sự, chính phủ và công nghiệp quan trọng nằm tương đối gần nhau, khiến chúng dễ bị tổn thương nếu hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa bị áp đảo. Tân thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, Yahya Sinwar trong phát biểu mới nhất đã thông báo tới các nhà trung gian Ai Cập, lập trường không khoan nhượng đối với những điểm bế tắc cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Các nguồn tin thân cận với các nhà hòa giải nhận định việc ông Sinwa được bổ nhiệm làm thủ lĩnh chính trị của Hamas có thể cản trở tiến trình đàm phán vốn đã căng thẳng vì lập trường cứng rắn của nhân vật này. Cũng theo các nguồn tin, ngay sau khi được bổ nhiệm, ông Sinwa đã liên lạc với các nhà trung gian Ai cập để truyền đạt thông điệp của mình về thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có các điều kiện như Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, trả tự do cho các nhân vật Palestine cấp cao bị giam giữ ngoài ra tân thủ lĩnh chính trị hamas còn thông báo với phía cairo rằng ông hoàn toàn phản đối việc chính quyền palestine điều hành giải gaza sau xung đột cũng như bác bỏ khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia ở vùng lãnh thổ này trong giai đoạn hậu xung đột để duy trì an ninh cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức trong tuyên bố chung đưa ra trước đó, các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Mỹ đã kêu gọi Israel và phong trào Hamas nối lại các cuộc đàm phán khẩn cấp vào ngày 15 tháng 8 tại Doha hoặc Cairo để giải quyết mọi khác biệt còn lại trong thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất ở giải Gaza và bắt đầu thực hiện thỏa thuận này mà không có bất kỳ sự chậm chế nào. Tuyên bố chung nhấn mạnh đã đến lúc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn cũng như trao đổi con tin và tù nhân.